Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với đại lý Toyota Hải Dương. Em là Vũ, hiện tại đang phụ trách phòng bán hàng đại lý Toyota Hải Dương. Ngày hôm nay thì em Vũ sẽ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn về cách hướng dẫn sử dụng cái tính năng ga tự động Cruise Control được trang bị trên chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Báo cáo cô chú anh chị các bạn thì trên chiếc xe Vios 2024 chỉ có ở trên phiên bản G mới có được trang bị cái tính năng là ga tự động. Phiên bản ECVT thì sẽ không được cái ga tự động này đâu ạ. Thì hôm nay thì em Vũ có dịp đi đăng ký cho khách hàng ở Thanh Miện, thì em sẽ gửi đến cho cô chú anh chị các bạn cách hướng dẫn sử dụng cái tính năng ga tự động Cruise Control trên Vios G2024 này. Để kích hoạt tính năng ga tự động thì cô chú anh chị vui lòng nhìn sang bên phải vô lăng. Ở đây chúng ta có một cái cần. Cô chú anh chị bấm nút ở bên này, nút này. Thì ở trên màn hình hiển thị đa thông tin sẽ hiển thị lên cái biểu tượng đồng hồ màu xanh này. Để kích hoạt được tính năng này thì cô chú anh chị bắt buộc phải chạy trên 40 km/h. Thì hiện tại bây giờ tốc độ, đấy là hệ thống cảnh báo lệch làn đường đấy ạ. Hệ thống cảnh báo lệch làn đường xe Vios G được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm, sẽ hỗ trợ cô chú anh chị các bạn lái xe an toàn hơn. Để kích hoạt được tính năng an toàn này thì đầu tiên cô chú anh chị vui lòng thao tác ấn một nút bên phải này giúp em. Đây, tay ngón tay trỏ em đang chỉ đây. Ấn một nút thì trên màn hình hiển thị đa thông tin sẽ hiển thị lên cái biểu tượng là hình đồng hồ đây. Để cài đặt, ví dụ như em đang muốn chạy 60 km/h thì em chạy đạp ga đến 60 km/h, sau đó là bấm set trừ đây. Đây thì hiện tại chiếc xe của em đang set là 60 km/h rồi. Nếu mà em muốn tăng tốc hay giảm tốc độ thì em có thể là trừ lên, thì em gà xuống này thì chiếc xe của em sẽ giảm tốc độ. Và em muốn tăng tốc lên thì em sẽ tăng lên. Đó, tăng lên đây, em đang tăng lên này, tăng tốc độ lên. Thì em cứ đẩy lên thôi ạ. Đấy thì cái tính năng này sẽ hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn là lái xe di chuyển trên đường cao tốc sẽ rảnh chân ga hơn. Đây, chân ga em không hề ga nhé. Chân ga không hề ga này. Đấy, và em vừa rồi em đã đẩy lên, giờ em đang đẩy lên tốc độ khoảng 70 km/h. Để hủy tính năng này thì cô chú anh chị vui lòng là có thể là đạp phanh này là hủy, hoặc là cô chú anh chị bấm một nút này là hủy tính năng ga tự động Cruise Control. Em Vũ đã gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn về cách hướng dẫn sử dụng tính năng ga tự động được trang bị trên chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G 2024. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của em. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn bình an, lái xe an toàn, luôn luôn gặp được nhiều may mắn và niềm vui hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Cô chú anh chị vui lòng đăng ký kênh ủng hộ em để em có nhiều động lực để ra thêm những video hướng dẫn cách sử dụng xe, các dòng xe của Toyota đến cho cô chú anh chị và các bạn, để cô chú anh chị và các bạn có thêm kiến thức cũng như là tham khảo được nhiều hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.